Breaker. 'Cause baby like xin chào mừng mọi người đã đến với thứ hai là ngày đầu tuần. Mình đã rất là mong mỏi ngày hôm nay sẽ một ngày nắng thật là đẹp để mà mình có thể bắt đầu một tuần mới cũng như là quay video cho mọi người đẹp hơn. Nhưng không ngờ là hôm nay trời mưa rất to mọi người ạ. Mình đã vừa rửa mặt và dưỡng ẩm xong hết rồi. Bây giờ mình sẽ dùng kem chống nắng này. Ta-da! Cái kem chống nắng này là cái kem chống nắng mà mình thích nhất từ trước đến giờ luôn ấy. Tại vì nó rất là nhẹ mà trong mùi còn thơm nữa. Make up hàng ngày của mình thì mình thường là sẽ không đánh foundation, không đánh cushion gì luôn. Vì một lý do nào đấy, mỗi lần mà mình dùng cushion hay mình đánh foundation ý, thì mình đều cảm thấy nó rất là nặng mặt và mình cảm thấy là nó không phù hợp với cả make up hàng ngày của mình. Nên là mình cũng thôi, mình không dùng. Nếu như mà mọi người có xem mấy cái video dạo gần đây của mình ý, chắc là mọi người cũng biết là mình cũng hơi bị stress nhẹ một xíu. Cũng chỉ đơn giản là mình nhiều deadline thôi, như bao các bạn dân công sở khác thôi. Có những cái tóc tai bù xù nhưng mà bù xù rất vào chỗ ấy. Đánh má hồng cho đỡ nhợt nhạt đã nha. Sau đó thì tầm 2 tuần đổ lại đây mình nhận ra rằng là nếu như hàng ngày mình make up xinh xắn đi làm, mình chỉ cần bỏ ra tầm 15 phút thôi là cái ngày hôm đó mình đã cảm thấy là trông mình, tức là mình tự nhìn mình thôi, mình thấy mình xinh xắn hơn, đi đâu gặp ai làm gì cũng cảm thấy tự tin hơn, thế là mình thấy vui hơn. Và mình quyết định là mình sẽ make up nhiều hơn mọi người ạ. Đây là cái công đoạn mà mất thời gian nhất của mình. Mình sẽ vẽ cái đường sách lên của cái hướng mắt mà mình muốn kẻ luôn. Xong sau đó là mình sẽ tô vào bên trong. Và cái bước cuối cùng khi mà mình kẻ mắt đấy chính là mình sẽ vẽ nốt cái phần đường còn lại ở trên viền mi mắt này. Mình sẽ không bao giờ bỏ qua cái phần trên viền mi này cả. Trông nó sẽ như kiểu bị chấn chuống mọi người. Có cái đằng sau như vậy không? Cái đằng trước á? Sao rồi? Sẽ tạo một chút khối cho mũi và mình sẽ dùng luôn cái phấn để mình tạo khối mũi này, đánh luôn vào cái phần bầu mắt á. Thì trông nó sẽ rất là đơn giản, nhẹ nhàng, tự nhiên. Hôm nào mà mình thích cầu kỳ hơn tí thì mình sẽ làm, đó chính là highlight cho mũi. Ta-da! Kiểu cho nó bling bling hơn. Mình sẽ lấy ra tay này, một lượng vừa phải, xong mình sẽ đánh ở phần đầu mũi này và phần ở trên này. Xong cái phần dư ra thì mình connect nó lại với nhau. Đó, đấy là cách mà mình làm. Cái kẹp mi của mình đang sử dụng là kẹp mi Shu Umera. Mình đã sử dụng cái này 4 năm rồi mọi người ạ. It's really good. Kìa mọi người kẹp mi, mọi người muốn kẹp cái phần này đi, cái phần phía bên sâu hốc mắt này này, mình hay khó để mà mình kẹp ở phần đấy, thì mình chỉ cần liếc sang bên trái thì cái mi của mình ở đấy nó sẽ được kẹp vào. Và khi mà mình kẹp thì mình sẽ kiểu cong 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 dần ra. Và mình vẫn sử dụng cái mascara này. Đây là một cái mascara và thật sự là mình thấy là nó cực kỳ lâu trôi nha. Thế là xong make up hàng ngày của mình rồi. Bây giờ sẽ phải tạo dáng một vài kiểu cho mọi người nhìn nhá. Bị lệch mất một cái. Cuối cùng thì mình cũng đã đến công ty rồi. Có bạn nào ở đây hay bị lo là làn da của chúng mình sẽ khô hơn khi đi làm vì phải ngồi điều hòa quá là lâu không? Qua thì mình có tìm hiểu được trên mạng mấy cách sau để giữ ẩm cho da ấy. Thì mình sẽ để trên màn hình để cho mọi người tham khảo nha. Thế mọi người ạ, hôm nay mặc bộ all white này ai cũng hỏi là chiều nay mình làm gì. Chắc mình chỉ đi mặc đồ xinh xắn đi làm bình thường thôi. Ở gần công ty mình thì vừa có một quán cà phê mới mở xinh ơi là xinh ấy. Nay thì mình và mấy bạn đồng nghiệp của mình sẽ vào đây thử. Thôi mình không uống cà phê, mình uống hot chocolate mọi người ạ. Và mọi người nhìn cái ô mình này, vừa tạnh mưa cái là nó gãy đôi luôn. Sau đó thì mình lại bắt đầu lịch trình như bao ngày thôi, lại ngồi làm việc tiếp này. Rồi đến trưa thì nhận đồ ăn anh Huy order này. Và với một người ít khi thay đổi như mình thì mình lại ăn Pokeball mọi người ạ. Hello mọi người.
người, sáng nay lúc mình make up xong thì khá là muộn rồi nên là sáng nay mình không có kịp quay outfit cho mọi người. Hôm nay là hôm đầu tiên mà có nhiều người ở công ty mình khen mình mặc đẹp đến thế, kiểu mình bị bất ngờ luôn ấy. Cả mùa đông năm nay ở Melbourne là mình đều mặc cái áo này ấy. Cái áo khoác ngoài này của mình là mình mua ở Uniqlo, hiện tại thì ở bên Úc là sold out hết sạch rồi. Mình không biết là đợt này ở Việt Nam thì có cái mẫu này không. Nếu mà mình tìm thấy thì mình sẽ để link bên dưới description box để cho mọi người xem nha. Chờ xong hôm nay mình mang tận hai kèm ấy. Thế là trong cái túi hơi bị lỉnh kỉnh đồ một tí. Hello. Dự tính mặc đồ ngày hôm nay của mình rất là đơn giản. Mình thấy là khi mà mình đi làm ấy, mình mặc một bộ đồ kiểu all black hoặc là all white thì thường là trông nó sẽ rất là tối giản, không cần cố gắng nhiều. Nhưng mà thực chất khi mà mình nhìn tổng thể ấy, cảm giác là mọi thứ nó rất là đâu vào đó ấy. Mình không biết các bạn khác thấy thế nào nhưng mà đối với bản thân mình thì quần suông giúp mình che đi khá là nhiều khuyết điểm. Còn về chiếc áo này thì đây là một chiếc áo mình mua ở local brand Việt Nam. Thực sự là mình rất ưng mọi người ạ. Và khi tay áo ngắn thế này thì mình thấy là trông nó casual hơn rất là nhiều và mình có thể mặc cái áo này đi làm hàng ngày, có cả đệm vai nữa nha, rất là giữ form luôn. Xong rồi tôi đi một đôi giày trắng này này. Trời ơi, nhiều đồ quá đi. Sáng nay mình quyết định là hôm nay work from home mình sẽ make up. Lý do vì sao sáng nay đã có như này rồi. Mình hãy thử make up ngày hôm nay xem là nó có năng suất hơn không mọi người ạ. Giờ thì mình sẽ họp buổi sáng thôi. Sometimes you're physically bound down but mentally gone. Những ngày mà làm ở nhà là mood nó y hệt như vậy luôn ạ. Tại vì hôm nay thì mình không có đi làm, mình chỉ làm ở nhà thôi. Nên là mình quyết định là hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người ba đôi giày mà mình nghĩ là bạn nữ công sở nào cũng nên có trong tủ đồ. Nhưng mà nói thật nhá, mình nghĩ là mọi người đã có sẵn những cái đôi này rồi. Và đó là đây, ba em nó đây. Thề, mọi người ai cũng có. Đấy chính là một đôi giày sneakers màu trắng. Đối với bản thân mình thì thật sự là giày sneakers màu trắng rất là dễ phối đồ. Như kiểu ngày hôm qua mình mặc một bộ đồ rất là nghiêm túc, nhưng mà khi mà mình đi đôi sneaker màu trắng này thì trông nó đỡ bị lịch sự quá, kiểu phù hợp để đi làm hơn ý. Bên cạnh đó, nếu như mà đôi giày của mọi người có một chút điểm nhấn như thế này thì cũng khá là hay này. Cái điểm nhấn của đôi này của mình là màu hồng nhá. Thì hôm nào mà mình mặc đồ hồng trắng trông nó rất là hợp với nhau ấy. Và đến cái đôi thứ hai mà mình muốn chỉ cho mọi người, đấy chính là một đôi loafers. Mình nghĩ là mình không cần phải giải thích nhiều, mọi người trông nó có giống giày đi làm không? Nó thật sự là nó hết ra chữ giày công sở, giày để tôi đi làm luôn ý. Và đến đôi cuối cùng, đấy chính là một đôi guốc. Hãy là một đôi guốc mọi người đi êm chân. Khi mà chúng mình đi làm ấy thì chúng mình phải đi bộ rất là nhiều. Và đặc biệt là mình thấy là nếu mà làm mũi nhọn thì thật sự dễ rất là xinh luôn. Tại vì những đôi giày mũi nhọn sẽ khiến chân chúng mình dài ra. Rất là vô tình mua đôi này, không hề biết cái đấy nhá. Nhưng mà vừa được nghe dạo gần đây nên là cũng muốn chia sẻ lại với mọi người cái đấy luôn. Mình đi làm việc tiếp nha. Bye bye. Nếu mọi người chưa biết thì từ hồi mình đi làm, mình đã quan tâm và xây dựng được một vài cách chăm sóc bản thân tự nhiên sau đây. Mình là một người rất là ít khi uống nước mọi người ạ. Mình rất là hay quên uống nước. Và đó là lý do tại sao mình cố gắng nghĩ ra rất là nhiều cách để mà mình có thể không quên uống nước. Đầu tiên đấy chính là mình có app trên điện thoại, app trên Apple Watch để kiểu cứ nửa tiếng một tiếng là nó sẽ nhắc mình uống nước một lần ấy. Cách thứ hai này thì nghe hơi ngốc, sau khi mà mọi người đã nghe cách đầu tiên, mình ghi hẳn cái việc là mình nhớ phải uống nước vào đầu mình luôn ấy mọi người. Tại vì nó như kiểu là một trong những cái việc rất là quan trọng, như kiểu là việc chúng mình đi ngủ ấy thì chúng mình đi ngủ rồi chúng mình ăn tối thì có bao giờ quên đâu đúng không. Và từ lúc mình để bản thân mình để ý hơn đến cái chuyện là mình cần uống nước nhiều ấy thì mình nhận ra là cứ trong tầm một tiếng là ít nhất là mình sẽ uống một cái lượng nước nhiều hơn hồi trước khá là nhiều. Và cái cách thứ ba của mình đấy chính là khi nào mà cái cốc nước của mình nó cứ xuống tầm một nửa thôi là mình sẽ tự tạo cho mình một thói quen là mình đi đổ thêm cái cốc nước đấy thành một cái cốc nước đầy luôn, thì nó sẽ lúc nào cũng có ở đấy, lúc nào cũng không thiếu ấy. Thì kể cả khi mà mình rất là tập trung làm việc thì mình vẫn có nước ở đấy để mình uống rồi, chứ còn kiểu đang tập trung làm việc mà kiểu hết nước thì mình sẽ lại kiểu quấn theo việc làm luôn và mình sẽ quên uống ấy. I left our names written in the sand. I didn't know. Một trong những điều nữa mà mình đã thay đổi xíu xíu, đang cố dần phát huy tiếp á, đấy chính là việc ăn hoa quả. Mình là một người rất là thích ăn đồ ngọt ấy. Xong rồi mình mới nghĩ là wow, ok, vậy thì có cách nào vẫn ăn được đồ ngọt mà cái ngọt này lại tốt cho sức khỏe không nhở? Đấy, đơn giản như vậy thôi. Đấy là câu chuyện làm sao mình đã đến với việc ăn hoa quả nhiều hơn. Và tất nhiên là chuyện chăm sóc da cũng phải kể tới ở đây rồi. Mình đã bắt đầu skincare được 7-8 năm nay rồi. Nhưng mà thật sự đến năm 2023 này ấy, mình mới thật sự tìm hiểu kỹ là làn da của mình như thế nào. Và mình chọn những cái sản phẩm thật sự phù hợp với nhu cầu của da mình, thay vì là mình tìm và mua những cái sản phẩm hot. Không biết là mọi người đã tìm hiểu được kỹ về tình trạng da của chúng mình chưa nhở? Và cuối cùng, đây cũng là điều mà mình muốn chia sẻ với mọi người nhất. Dạo gần đây thì 30 phút trước khi đi ngủ thì mình sẽ không dùng điện thoại nữa. Và mình có nghe white noise khi mà đi ngủ nha. Và đúng là dễ chìm vào giấc ngủ nhanh hơn mọi người ạ.
Hello, thì hôm nay đã là thứ tư, đã là giữa tuần rồi. Sáng nay thì mình đã dậy rất là sớm để tắm rửa, trang điểm rồi chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Từ cái hồi mà mình đi làm, mình để ý là tóc của mình ý rụng rất là nhiều luôn, khá là bị stress công việc này, xong rồi cũng không có thời gian chăm sóc tóc. Và đó cũng là lý do vì sao mà trong một khoảng thời gian rất là dài gần đây, không chỉ mới dạo gần đây đâu, mình dành rất là nhiều thời gian ra để tìm một bộ dầu gội xả phù hợp cho tóc của mình, chăm sóc tốt cho tóc của mình. Và bên cạnh đó thì mình không cần mất quá là nhiều thời gian ra để mà chăm sóc tóc. Thì rất là may mắn dạo gần đây mình đã được gửi tặng bộ dầu gội dầu xả dược liệu Nguyên Xuân. Chia sẻ thật lòng mọi người thì trước khi mà mình được gửi tặng cái bộ này là mình đã biết tới tên tuổi của Nguyên Xuân rồi, tại vì Nguyên Xuân quá là nổi tiếng luôn. Nhưng mà trước khi mà mình sử dụng sản phẩm ý thì mình không nghĩ là mình sẽ ấn tượng đến thế đâu. Mùi thơm quá nhờ, thơm quá ấy. Mình thật sự rất là thích cái bộ sản phẩm này, và ngoài vì công dụng nó ra thì cái mùi hương của cái bộ dầu gội dầu xả Nguyên Xuân này nó thật sự quá là thơm ý. Cái mùi hương xả chanh và bồ kết khiến mình nhớ nhà kinh khủng luôn. Cái dịp Tết đến ý là mẹ mình lại chuẩn bị một cái loại dầu gội gì đấy, nói chung là có một cái mùi hương rất là giống cái mùi hương của bộ dầu gội Nguyên Xuân này, kèm theo đấy là cho mình tắm nước mùi già ấy để khi mà qua năm mới thì gặp nhiều may mắn hơn này. Thì thật sự là cái mùi của dầu gội này nó rất là giống cái mùi đấy, và đấy là một cái mùi mà khiến mình rất là thư giãn. Sản phẩm mình dùng thì chính là dầu gội Nguyên Xuân dưỡng tóc màu xanh lá, rất là phù hợp với những bạn nào có mái tóc khô sơ hoặc là đang bị hư tổn. Bình thường những cô nàng công sở như chúng mình thì đi làm cả ngày về là chỉ muốn nằm dài ra nghỉ ngơi thôi đúng không? Nhưng mà chúng mình là con gái mà, thì cái việc mà quan tâm chăm sóc bản thân thì vẫn là một cái điều vô cùng là quan trọng. Đặc biệt là cái răng cái tóc là góc con người, nên là tóc mượt một cái là chắc chắn là rất là xinh luôn. Nguyên Xuân thì có rất là nhiều loại, nhưng mà sản phẩm mình thấy phù hợp và ưng ý nhất chính là cái bộ đôi dầu gội dầu xả Nguyên Xuân dưỡng tóc chai màu xanh lá này. Dầu gội có màu nâu vàng và tạo bọt khá là ổn. Mình còn vừa mới học được một bí quyết là sau khi mà tạo bọt xong nhá, thì chúng mình sẽ chỉ áp cái sản phẩm này lên da đầu thôi. Bên cạnh đó thì mình cũng có thói quen gội đầu hai lần nữa. Lần đầu tiên là để tóc sạch hết bụi bẩn này, và lần thứ hai khi mà mình gội lại thì mình sẽ kết hợp với cả massage nhẹ nhàng để vừa giúp thư giãn, vừa lưu thông máu nữa. Và đây cũng là bí quyết mình đã tìm hiểu được để giúp tóc chúng mình chắc khỏe hơn và giảm gãy rụng. Bình thường thì gội đầu xong là mình đã thấy là tóc đã rất là mềm mượt rồi, nhưng mà mình có thói quen sử dụng thêm dầu xả dược liệu Nguyên Xuân sau bước gội đầu để tóc có thể được dưỡng tốt hơn nữa. Điểm mà mình cực kỳ thích khi mà sử dụng dầu xả này đấy chính là thời gian mà mình cần ủ tóc thì không cần quá là lâu đâu. Và đây là tóc mình sau khi sấy và để khô tự nhiên nha. Mình thấy là tóc mình kiểu tơi hơn và mềm hơn rất là nhiều. Mỗi khi mà mình sử dụng cái bộ dầu gội Nguyên Xuân này xong ấy thì cái da đầu của mình ấy kiểu cái vấn đề ấy, nó rất là thư giãn luôn. Tại mình cảm thấy nó khó tả lắm mọi người, nó kiểu nhẹ nhẹ xong rồi thoáng thoáng ấy. Nói chung là như kiểu vừa đi spa về ấy. Đặc biệt là đây là một chiếc video làm đẹp cho các cô nàng công sở, nên là mình để chia sẻ sâu hơn đến những cái yếu tố mà liên quan đến cô nàng công sở như chúng mình hơn. Có một cái đặc điểm mà mình rất là thích nha, là cái mùi hương này. Lại nhắc về mùi hương tại mình quá thích nó. Đấy là mùi hương này là nó cũng lưu hương khá là lâu nha. Khi mà mọi người đi làm ý, thì cái mùi hương này nó cứ ở quanh đầu chúng mình ý. Mình lúc nào mình cũng ngửi được những cái mùi hương thoang thoảng đó. Thật sự mà mình thấy rất là dễ chịu và mình cảm thấy rất thoải mái. Có mấy người bạn đồng nghiệp của mình cũng kiểu hơi ngửi thấy mùi này, tại vì kiểu bọn mình gặp nhau thì bọn mình hay ôm nhau, rằng các bạn ngửi ấy thì các bạn ấy khen mùi ấy thơm, và các bạn ấy kiểu không biết đây là mùi gì luôn, tại vì đây là một cái mùi rất là đặc trưng của Việt Nam mình mà. Nói chung là ai mà đã ngửi thì cái mùi hương này là ai cũng lưu luyến và cũng khen thôi. Nên là mình rất là lo là không biết là dùng hết cái lọ này thì sẽ mua ra làm sao, nhưng mà chắc là mình sẽ nhờ bạn mình mang qua. Ngoài ra thì có một đặc điểm nữa mà mình nghĩ là các bạn nữ công sở sẽ rất là thích, đấy chính là khi mà mình sử dụng dầu gội dầu xả dược liệu Nguyên Xuân ấy thì mình thấy là tóc mình nó cũng lâu bết hơn trước, sẽ rất là phù hợp với cả lịch trình của chúng mình. Vừa kiểu giúp tóc mình tránh hư tổn này, giảm rụng tóc này, mình nghĩ là giảm rụng tóc thì một thời gian nữa thì mình sẽ càng ngày càng nhìn rõ hơn nữa ấy. Nhưng mà riêng cái khoản là làm mượt tóc, làm tơi tóc nha, thì vừa gội xong một cái ấy, như kiểu mọi người nhìn trong cái vít lúc nãy của mình ấy là kiểu nó kiểu mượt luôn ấy. Lâu phải gội lại thì vừa tốt cho tóc nha. Mình biết là gội hàng ngày thì cũng không phải là quá tốt, hy vọng là giúp được mọi người. Ok, bây giờ xong xuôi phần gội đầu tóc sạch đẹp thơm rồi thì bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang phần tạo kiểu tóc nha. Thì có rất là nhiều bạn hỏi mình là bình thường mình đi làm mình sẽ hay để những cái kiểu tóc như nào khi mà mình tập trung ấy. Thật sự mình rất là ghét tóc mình nó xuề xòa trước mặt này, vậy nên là một trong những cái kiểu tóc đầu tiên gọi là kiểu tóc chạy deadline đi đấy là mình sẽ buộc như kiểu buộc tóc bình thường này, và mình sẽ sử dụng một cái chum buộc tóc này làm từ gọi là lụa. Khi mà tóc chúng mình sử dụng những cái chum buộc tóc tốt thì tóc chúng mình sẽ đỡ bị gãy rụng và đỡ bị hư tổn rất là nhiều. Đây là kiểu tóc đầu tiên mình năng động các thứ. Nhưng mà bình thường ấy mình cầu kỳ lắm mọi người, đây là hơi chạy deadline rồi. Mình có một cái kiểu tóc nữa dành cho việc là deadline là trong một tiếng. Thế việc tóc chạm gái này là mình đã không thể chịu được rồi mọi người ạ. Và đó, đây là kiểu tóc thứ hai của mình. Thứ ba và là kiểu tóc mà mình đã làm cả tuần này. Thì bình thường nhá, mình sẽ cũng
cầm này, mình búi lên như này này, mình cũng lại vặn vặn tiếp. Khi mà mình vặn lần này, mình lại không vặn tròn vào trong cái này, mình vặn thẳng lên như này. Ta-da! Ngoài ra thì có một kiểu kẹp nữa mọi người ạ. Mình lấy một nửa như này này, như kiểu hồi xưa là sẽ hay buộc tóc ở đây đúng không? Thường cái kiểu này hợp kẹp hoa này, xong rồi sau đó thì mình kẹp cái phần giữa này vào thôi. Nhưng mà đây là thường lúc nào mà kiểu muốn tạo dáng điệu đà đến công ty kiểu đó, xinh xắn đồ á. Hôm nay thì mình mặc một cái chiếc váy rất là nhẹ nhàng, và mình sẽ đi cái đôi loafers này. Nhà mình không có một góc nào để mà có thể quay được full outfit mọi người ạ. Nhưng mà trông nó sẽ như thế này, cho mọi người tưởng tượng nhá. Đó, mọi người tưởng tượng nha, sau này mình đi đây này. May tôi có ô mới rồi. Feel like gravity really working on me. Keep on pushing me into the ground. Why do I feel so entitled? I hear resistance speaking. Tôi đang đi ngược chiều mưa gió lắm mọi người ạ. Cầm mô chiều này luôn, cầm mô ngang này luôn. Đường đến công ty hôm nay có vẻ hơi gần. Một trong những điều nữa mà các bạn nữ công sở chúng mình chắc chắn đều đã để ý rồi, đấy chính là việc chúng mình phải ngồi thẳng lưng. Mình rất là hiểu cái chuyện là đấy không phải là thói quen của chúng mình, và ngồi như vậy thì rất mỏi, tại vì bản thân mình là như vậy. Chắc chỉ có một số ít bạn ở đây thì không thấy vậy thôi. Vậy nên là mình định ngồi lên đây để chia sẻ rằng là mình đã dùng thử cái ghế quỳ này rồi nha, cái ghế mà có trên TikTok ấy, và rất là hiệu quả luôn nha. Nhưng mà thường thì mình sẽ phải dùng mix giữa hai ghế, ghế bình thường và cái ghế quỳ đó. Như vậy thì mình cảm thấy là nó sẽ giúp mình giữ được thẳng lưng mà mình vẫn thoải mái nhất. Thì mọi người thử tham khảo xem sao nha. Trời hôm nay đẹp quá đi. Thời tiết nó cứ thay đổi. Cả tuần này được mỗi thứ năm trời không mưa một chút nào, lại còn mát mẻ nữa, nên là mình quyết định là hôm nay mình sẽ ra ngoài đi bộ buổi sáng sớm một tí. Vừa đi bộ về thì nhận được một bưu phẩm siêu to khổng lồ. Mở hộp giày trước nha. Không biết mọi người có đoán được là đôi à? Mọi người đoán được chứ, mọi người nhìn em ạ. Là dạo gần đây thì mình bị thao túng tâm lý mọi người ạ. Mình xem được nhiều ảnh trên Pinterest quá. Ê, tính ra đôi này đi mà xinh ý, cũng có thể cho vào chuyên mục là những đôi giày cần thiết cho các cô nàng công sở ấy mọi người. Mọi người kệ quần boy của mình nhé. Tất cả đồ mỹ phẩm của mình thì mình chỉ đều mua được Black Friday thôi, tại đợt này ra sale mỹ phẩm rất là nhiều. Và bình thường thì kiểu các đồ mỹ phẩm thì hạn sử dụng nó cũng tầm kiểu 1 năm ấy. Thế là mình cũng chỉ mua được đấy thôi. Ta-da! Và đây là tất cả đồ của mình nè. Hôm nay thì lại là một hôm mà mình work from home, nên là mình cũng không có cái gì nhiều để có thể quay lại và chia sẻ với mọi người được. Nên là mình đã quyết định là hôm nay mình sẽ quay một cái đoạn video về một cái chủ đề mà mình tính là khá là quen thuộc mọi người ạ. What's in my work bag? Thì mẫu túi đi làm mà mình sử dụng là mẫu túi signature của hãng Longchamp. Mẫu túi này có rất là nhiều màu nha, mình sẽ để một vài ví dụ ở đây cho mọi người. Ngoài ra thì size túi của mình là size L nha, là đựng vừa máy tính 13 inch luôn. Ở đây thì mình có gắn một em gấu bông hình gấu pu là mình đó. Thì mình đã mua một cái lót túi bên trong để nó sẽ giữ form hơn, cũng như là có nhiều ngăn trong túi hơn để mà mình có thể để thật là nhiều đồ vào mà nó không kiểu bị lộn tùng phèo lên ý. Đầu tiên, đấy chính là túi đựng laptop của mình. Và laptop của mình ở đây là mình để tất cả những cái đồ còn lại của mình là ở trong cái lót túi này luôn á. Thật sự là một món đồ mình không thể thiếu được mọi người ạ. Đấy chính là quyển sổ đi làm của mình. Rồi nhìn lại thì mình cảm thấy đây như kiểu là một cuốn nhật ký cho cả cái quá trình mình đi làm ở công ty bây giờ ấy. Ok, món đồ tiếp theo là một món đồ mà mình thấy là rất là nhiều bạn kêu kỳ cục. Đó chính là chiếc chuột của mình. Và mình mua cái chuột này tại vì nó rất tốt cho cổ tay chúng mình nha. Mọi người tưởng tượng là khi mà tay chúng mình để bình thường ý thì nó sẽ theo cái chiều này đúng không? Mình dùng chuột nhưng mà hướng tay của mình nó đúng như tay của mình luôn. Còn bình thường cái chuột bình thường nó sẽ kiểu như này đúng không? Nhưng mà đây thì nó sẽ như này. Đấy, AirPods. Và AirPods của mình là hình con cá mập mọi người ạ, đáng yêu không? Thật sự là không thể thiếu được vì mình nghe nhạc rất là nhiều. Và vì mình nghe nhạc quá là nhiều nên là trong cả một ngày mình đi làm thì mình không thể sử dụng cái AirPods không dây này được. Đấy là lý do vì sao mà mình có thêm một cái tai nghe không dây này nữa. Đây là một chiếc bút đến từ hãng Muji nha mọi người. Có thể gọi là một trong những cái bút thích nhất mà mình viết. Nó là bút bi nước, ngòi của nó là 0.5 mọi người ạ. Đây là một thỏi son đến từ nhà mệt mọi người ạ, hơi mệt. Và màu mình dùng là màu 79. Cái mà mình thích nhất của hãng này đấy chính là cái này, nó là 500 á. Mọi người thấy chưa? Đã không make up rồi mà đánh một cái màu son nó quá là nhạt ý thì trông nó hơi thiếu sức sống. Nên là mình lúc nào cũng để một cái thỏi son đỏ ở trong này, để kiểu dạng như là lúc nào mà trông kiểu hơi bị chết chơi tí thì mình sẽ
Đó, thế là xong luôn. Key holder của mình thì ở đây thì có chìa khóa nhà này. Mình có một cái kiểu túi như này để mình để tất cả những cái thẻ. Chia sẻ với mọi người xong mình nhận thấy là thật ra là mình cũng không có mang quá là nhiều đồ đi làm ý. Nhưng mà mình nghĩ một phần mình không mang quá nhiều đồ đi làm, tại vì mình để rất nhiều đồ ở công ty, những cái như kiểu kem dưỡng tay, xong mình có một cái lọ nước hoa nho nhỏ ở công ty. Thì mình rất là hy vọng rằng là hôm nay sau khi mà mình chia sẻ có những gì trong túi đi làm của mình thì mình định bảo là có thể là gợi ý cho mọi người một cái gì đấy hay ho, nhưng mà thực ra mình nghĩ là chắc là ai cũng có những cái này rồi ấy. Thế thì bây giờ nói ngược lại đi, nếu như mà mọi người thấy mình thiếu một cái gì đấy hay ho mà mọi người có thì mọi người comment cho mình biết nha. Hello cả nhà, thì hôm nay đã sang thứ 6 cuối tuần rồi. Sáng nay thì mình đã dậy từ rất là sớm, hôm nay mình dậy từ kiểu 6 giờ sáng ấy để mình làm nốt một vài việc của mình. Xong rồi hôm nay kiểu mày làm quá, xong rồi bây giờ là mình quên luôn thẻ nhớ ở trên kia, thế là không quay bằng camera được. Outfit ngày hôm nay của mình thì hơi lỗi kỹ thuật một xíu. Cái bộ mà outfit ngày hôm nay mình mặc thì mình đã từng mặc trước đây trong một cái video khác rồi, và mình cũng kiểu share cho mọi người cái outfit này luôn rồi ấy. Nhưng mà thôi, cho nó chân thật mọi người ạ. Thì cái bộ ngày hôm nay mình mặc là một trong những cái bộ đi làm mà mình mặc nhiều nhất luôn á. Đó, ok, outfit check xong rồi, bây giờ mình đi làm đây. Nay thì mình sẽ không quay ngày đi làm của mình thế nào nữa vì mọi người đã xem quá là nhiều ngày hôm trước rồi. Nay thì mình định là mình sẽ chia sẻ về cách làm sao để mình giải tỏa tâm lý vào cuối ngày, cuối tuần, kiểu dạng 5 to 9 routine của mình ý. Có 9 to 5 rồi thì phải có 5 to 9 nha. Hello, how are you? Tối nay tụi tôi quyết định là sẽ order đồ chay chứ không phải nấu ăn nữa. Ban đầu dự tính là hôm nay sẽ nấu ăn cơ, nhưng mà anh Nguyên luôn. Đồ ăn chúng tôi đã đến rồi. Anh gọi món gì đấy? Anh ăn bún riêu rồi em à? Anh ăn bún bò với nó lại đổ rồi. Mỗi tối khi mà mình về nhà thì điều mà mình thích nhất đấy chính là được dành thời gian ăn bữa tối với cả anh Huy. Vì thật sự là từ lúc mà mình đi làm ấy mọi người, thực ra là cũng gần một năm rồi, thì cả hai chúng mình đều đi làm mà, nên là thật ra là cái khung thời gian mà chúng mình chỉ có thể dành được cho nhau ấy là cái bữa ăn tối này thôi. Nên là thật sự là mình rất là trân trọng cái khoảng thời gian này. Mình cũng cảm thấy đỡ stress hơn rất nhiều khi mà mình tìm được một bộ phim thật hay để mà xem. Nhưng mà mọi người phải nhớ là trong mấy cái lúc mà chúng mình nghỉ ngơi nạp năng lượng như thế này thì chúng mình tuyệt đối không được làm việc và không được nghĩ tới việc nha. Mình biết là mọi người hay nghĩ nha. Bên cạnh đó thì mình cũng dành rất là nhiều thời gian ra để dọn nhà vào cuối tuần nữa. Và cuối cùng thì để thật sự tận hưởng cuối tuần và để tránh cái việc ngủ dài vào ngày hôm sau thì mình thường rất là hay lên sẵn plan cuối tuần là mình sẽ làm gì, thay vì là mình chờ tới cái hôm đó thì mình mới quyết. Dành thời gian cho bạn bè cũng là một trong những cái điều tốt nhất khiến mình giải tỏa tâm lý vào mỗi cuối tuần. Đó, và có mỗi như vậy thôi mọi người ạ. Từ khi mà mình đi làm thì mình thấy là chỉ cần làm mấy cái thứ nho nhỏ này thôi ấy là mình đã thấy được nghỉ ngơi rồi ấy. Nhưng mà thật sự là chúng mình phải tận hưởng trong những cái lúc này nha. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người trong những video sau nha. Bye bye.